đình Từ Duyên ở Cali đến đây ghé thăm ngoại. Ngoại tên là Kiều Thị Ngon, 90 tuổi. Ngoại cũng già yếu rồi, được người cháu chồng ở cái bên nuôi ngoại. Bây giờ ẩm ngoại qua nhà cái bên rồi, người cháu đó vừa mai vừa nuôi ngoại. Đây là nhà của bà ngoại nè. Bà ngoại ở dưới hình như là hai người con và một đứa cháu. Cháu gái đều bị bệnh tâm thần hết. Bà ngoại cũng bị bệnh mà bà ngoại nhẹ. Rồi nhờ người cháu gái ở cái bên nuôi ngoại. Đây là nhà của ngoại đây. Hôm nay ẩm ngoại qua bển rồi, để mình đi qua bển thăm ngoại nha. Cô ngoại đâu rồi, ngoại nằm đó hả? Ừ, để kéo nè. Đây, đây là người cháu. Thôi để ngoại nằm đó đi, để ngoại nằm đi, em đi vô. Đây cháu của ngoại, cháu chồng ha. Cháu chồng. Dạ, cháu chồng nuôi ngoại nè. Là cô không có gia đình nhưng mà cô được cái nghề mai giá, rồi có đồng cắt đồng ra đồng vô rồi để sinh sống và nuôi ngoại. Dạ cô, có gia đình Từ Duyên gửi cho bà ngoại một thùng mì và 200 ngàn, một thùng mì với 2 kg đường. Dạ dạ, vô thăm ngoại. Nắng quá chị kéo. Dạ, vô đây mát chứ ngoài này nóng. Đây bà ngoại nằm đây, bữa nay được cháu ngoại ẩm qua đây rồi. Ở bển nóng hầm và không có thoáng. Nằm võng không hả? Không, không bố này cháu cho ngoại ngủ. Gây con với cháu hai người con, một người cháu không? Ba người con, một người cháu. À mà đều bị bệnh gì hết. Thì giờ đi chơi hết rồi đó. Ba người con, một người cháu đều bị bệnh tâm thần hết. Rồi cháu gái, cháu gái nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó 29 tuổi rồi. Cháu gái 29 tuổi rồi. Ngoại cũng có bị đúng không? Ngoại bị bệnh tâm thần. Cũng như ngoại bà ngoại bị hết. À. Rồi bắt đầu mấy người lớn cưới nhau rồi mới sanh ra bị gì hết luôn. À. Ông ngoại bà ngoại bị hết. À. Rồi mới cưới nhau. À. Rồi sanh con ra. Thầy giám định điện thoại Vĩnh Long á, ừ. Cái hỏi nhiều tuổi là nguyên bả với bốn người kia là có 1 tuổi, một là có 18 tuổi rồi mất cười. Ở dưới ai cũng cười chứ, ta nói trời tội nghiệp cưng quá vậy. Yeah. Đi làm giấy chặng ở xã ta kêu á. Dạ. Ai cũng có 1 tuổi một à. Vậy hả? Dạ thôi hôm nay em ghé đây em thả con làm nước cũng không. Thôi được rồi, thôi về. Xin phép cô con về ha. Rồi cứ ở với Tân Lược hả, trong Tân Hưng? Dạ ở trong Tân Hưng á. Dạ cái này con thay mặt gia đình Từ Duyên ở Cali gửi thằng bà cho bà ngoại ha. Dạ rồi con xin phép cô con về. Dạ. Cảm ơn gia đình Từ Duyên hả ha. Dạ, Từ Duyên ở Cali. Từ Duyên ở Cali luôn. Dạ. Dạ. Cũng nhờ bà con còn thương mấy bà cụ mới sống tới giờ. Dạ. Chứ không ai đỡ. Có xã hỗ trợ không trời cô? Có. Xã hỗ trợ mình á. Bà cụ được 540 là mua tả, mua đồ, hát và xài tẩy thịt. À, mua hả? Làm trơn đó, anh hát đó. À, bà xã con cho được 540. Ừ, cũng nhờ bà con người ta cho gạo đó. Gạo khỏi mua. Dạ vậy là hôm nay là cho mì đổi phần khẩu vị ha. Tại vì nghĩ là gạo chắc không mạnh thường quân cho nhiều, rồi mình ăn không hết thì sẽ bị móp đi, rồi cho nên gửi phần mì rồi cho bà thay đổi khẩu vị đó, cũng như gạo cho ăn ra cho trước thì chị cho ăn trước cho sao thì để sau vậy đó. Dạ. Để mấy đứa là không biết. Dạ. Ngủ rồi thức chị ăn cơm đi chơi hết rồi. Vậy hả? Ừ. Giờ này là đi chế chân luôn. Ừ, rồi chị bắt nồi cơm lên rồi, cái chị sư sạn ẩm bà đi tắm nè. Dạ. Tắm xong rồi cái vô nút cơm. Nút cơm rồi mấy đứa đi chơi chị nào về thì có cơm sẵn đó, cái nó ăn rồi nó tắm, nó rửa. Dạ, bà nè. Không biết sao cũng dễ chịu một cái là bị tâm thần vậy ha, nhưng mà không khăn. À. Ai mà gớt đồ rồi đó ha, lụm là la hoài, chừng nào có người lại xin thì cho lại thôi. Vậy đó hả? Ừ, là mấy chị đó ha. Ừ, một chỉ vàng nha.
cái la hoài đeo cái tay là đi cái bà kia nói sao mày không lấy lại mày cất đi quên để nó không biết nó trời ơi, thôi cho nó la lên đi đặng có ai mất đặng người ta xin lại. Dạ dạ. Cái hồi có cái chị kia cái bả bị mất thì sáng ta cũng gặp bả lên nhà em bả rồi gớt cái chân trước cửa đó đó. À, vậy hả? Rồi cái cho đi xin lại cái chị cho được 100 ngàn. Dạ. À, vậy cũng bởi được ha. Dạ giờ đi chơi trơn rồi. Em xuống lần này cũng không gặp luôn. Ở ngay chân chỗ ở đầu đường cứ quẹo vô đó. Ngồi sau lưng của con nhỏ bắt cá. Hay ngồi đó hả? Ừ. Vậy hả? Chiều nào cũng lại đó ngồi chơi, nhìn dạ. Vô là cũng biết liền hả? Dạ dạ. Rồi em xin phép em đi. À. Dạ dạ rồi em bye. Bà con đi bà ơi. Dạ. Dạ. Bà nằm được cô lo vậy là tốt cho bà quá. Như đó hả? Cái này của con của cái anh bạn học chị anh mất rồi cái nó đi học đó cái nó lấy nó bán rồi nó gửi đây cái chị bán dùng cho nó. Dạ. Ở cũng của nó nói chung là chị chỉ làm thôi còn bán đồ bán dùng không à? Bán dùng không? Ừ, bán cốc bán ổi bán trái cây xài rồi đấy kia bán dùng không à? Dạ. Thôi em xin phép em về ha chị. À, dạ. Bữa nào đi lại đây dắt chiều cũng nắng hết sức. À, không rồi em đi làm. Ra ghé trễ á. À. Dạ.